Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chơi và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những cái công cụ mà tôi gửi anh chị em mình sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập thụ động thật sự. Tôi mong rằng là những cái mà kinh nghiệm tôi chia sẻ cũng như là những cái sản phẩm mà tôi gửi đến anh chị em mình sẽ giúp ích cho chúng ta tiến nhanh hơn trong quá trình chúng ta tìm kiếm một cái điều gì đó mà chúng ta có thể ổn định hơn trong tương lai. Và không có bị lừa bởi đội nhóm này kia thì đó là điều mà tôi thật sự rất hạnh phúc. Nếu như anh em mình có thể thoáng nghe hoặc là được ai đó chia sẻ những clip của mình mà từ những clip của mình anh chị em mình có thể là tạm dừng chân khi mà chúng ta bước theo nhóm này nhóm kia thì điều đó cũng là điều mà tôi đã tạo ra một ít phước lành cho tương lai. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh mình rất nhiều. Và mong rằng anh chị em nào mà lần đầu tiên ghé kênh của mình thì xin hãy để lại cho mình những cái like, đăng ký kênh và chia sẻ thật nhiều đến những cái nền tảng mà anh chị em mình đang có trong điện thoại hoặc là máy tính, Telegram, Zalo này kia đó, thì điều đó cũng là mình tin rằng những điều đó cũng là mang lại phước lành cho chúng ta trong tương lai. Bởi vì ai đó mà nghe được những clip của mình thì trong clip của mình anh em có rất nhiều cái cảnh báo, anh em mình cảnh báo những cái sàn này sàn kia nguy hiểm. Có thể là mình không thể nói rõ ra nha, nói rõ ra là nó đánh cho má nhận không ra thì căng lắm. Cho nên là mình cũng chỉ là nói mé mé, hoặc là anh em mình có thể gặp được mình thì mình sẽ nói rõ hơn. Tại vì bây giờ nó cũng đã cộng đồng khá lớn rồi, cho nên là mình không thể chia sẻ trực tiếp được. Thì như vậy là nó vi phạm nguyên tắc cộng đồng của anh và thậm chí là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Điều này thì khá là nguy hiểm. Chính vậy cho nên là tôi mong rằng là anh chị em mình lắng nghe những clip của mình thì tôi vẫn có nói đi nói lại vài lần và cảnh báo cũng khá nhiều điều, mong anh em mình lưu ý anh em ha. Thì hôm nay là buổi chia sẻ về code, cho nên hôm nay mình xin chia sẻ anh chị em mình một cái bài code. Tại sao mình luôn luôn nói là học với mình, đôi lúc anh chị em chỉ cần là một vài buổi hoặc là một vài tuần anh chị em mình đã đủ trình viết được một con robot. Liệu điều đó có đúng hay không? Thì thật ra mình đã từng nói rất nhiều lần trong các clip rồi. Và trong các clip của MT4 hay MT5 mình cũng từng nói anh em rồi, thậm chí không đến 5 phút mình đã tạo ra được một con robot. Ngày trước mà tôi đi mò code, nếu ai đó mà theo phong cách dạy kiểu này thì tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ còn nhanh hơn nữa. Và tôi mò tất cả các YouTube này kia, rồi các trang web tự in ra code này kia, Advent, tùm lum tùm la đó anh em. Tuy nhiên là như vậy mình cũng sẽ khó tiến bộ lắm. Thì tôi chọn một con đường, có thể anh em nào gọi anh đường tắt cũng được. Đó là con đường mà chúng ta cứ tạm thời ban đầu chúng ta cứ copy. Anh em thấy một con robot mà khá là nhiều thông tin nhưng mà chỉ có một đoạn rất là ngắn như thế này thôi. Đó, còn phần còn lại thì ông nội này ông làm hết rồi, chúng ta chỉ cần copy paste về và làm, nó đã chuẩn rồi. Thì anh em mình cứ thế mà làm. Và làm một thời gian sau, tự nhiên anh em mình mới hiểu ra cái đoạn này nè, cái đoạn này là cái đoạn gì và lý do tại sao nó lại là như vậy. Ví dụ vậy, anh em ha. Thì hôm nay mình đi sâu hơn một chút về cái vấn đề, ví dụ như cái hàm mà call partition này nè. Chẳng qua là mình để tiếng Anh vậy thôi, chứ thật ra chúng ta có thể ghi chữ đây là đếm lệnh. Thì chúng ta lập trình cái hàm này là hàm chữ đếm lệnh cũng được, hoặc là đếm cái vị trí vào lệnh cũng được. Đó, chúng ta có thể làm như vậy anh em ạ. Đó, tại vì cái hàm này là hàm mình lập trình ra, mình biên soạn ra, cho nên là mình muốn ghi tiếng gì cũng được nha anh em, đừng có giấu là được, ok. Đó, thế thì bản chất của nó là cái gì? Thì khi mà anh em mình thành thục rồi thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn một chút về cái vấn đề mà mình đếm lệnh này. Thì trong cái bài hôm nay mình sẽ nói đến hai vấn đề. Một vấn đề thứ nhất là mình sẽ nói rõ hơn về một cái vòng lập for trong MQL5. Thì thật ra MQL4 cũng na ná giống vậy, nhưng mà nó sẽ có một chút khác về cấu trúc của cái việc mà mình đếm, mình thực hành ra việc đếm lệnh này, một chút khác thôi. Đó, khác nhưng mà nếu chúng ta làm không đúng nó không chạy anh em ạ. Đó, mình trước khi mà mình từ MT5 sang MT4 mình cũng thấy rất vất vả. Nhưng mà khi mà mình MT4 quay ngược lại MT5 cũng lại một lần nữa khá vất vả, khi mà nó cũng khá là lung tung giữa các ngôn ngữ anh em ạ. Mặc dù là nó cũng nâng cấp lên hoặc là nó cũng thay đổi một vài cái ngôn từ thôi, nhưng mà nếu chúng ta thay sai một chút nó cũng không chạy. Ok nha anh em, đó là cái thứ nhất mà mình muốn gửi anh em. Cái thứ hai mình muốn gửi anh em là sau khi mình đếm xong thì ví dụ như chúng ta xem lại tập 12 thì mình nhồi lệnh như vậy mình có giới hạn được không? Thì cũng là hàm đếm lệnh này, sau khi mình nhồi xong thì thêm như cái bài 12 nhé. Anh em nào chưa xem thì anh em mình có thể xem lại bài 12 này nha anh em. Ok, thì anh em mình cứ vô trong cái danh sách là MQL5 tập 12 MQL5 nhé, hướng dẫn code MQL5 siêu tốc anh em ha. Đó, siêu tốc siêu nhanh đó. Thì tập 12 chính là tập mà nó nhồi lệnh liên tục theo cái màu nến trước đó anh em ha. Đó, theo cái màu nến trước đó. Thế thì nếu mà chúng ta cứ nhồi lệnh hoài như vậy thì bữa trước
mình chỉ làm cho nó nhồi lệnh thôi, cứ có nến là nó nhồi 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 và có SLTB và nó tự SL. Nó tự SLTB và nó tự sống tự chết là do cái LTB này. Đúng không anh em? Đó, là do LTB. Tuy nhiên là nếu như vậy nó cứ chạy qua là chúng ta cũng khá là nguy hiểm, đúng không anh em? Đó. Chính vì vậy cho nên bây giờ làm cái nào mình giới hạn lại lệnh nó nữa. Thì đó là cái mà bài hôm nay mình cũng chia sẻ. Vậy thì bài hôm nay hai vấn đề mình chia sẻ đó là mình nói rõ hơn về cái phần mà đếm lệnh, cái phần mà vòng lập for, tức là dần dần sau khi anh em mình ngon lành rồi thì lúc đó chúng ta vô tình lại bắt đầu là chúng ta quay lại hiểu dần 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 cái bản chất của vấn đề, hiểu dần dần cái việc mà chúng ta vòng lập for là cái quái gì. Anh chị em ha, đó. Thì đó là cái mà phong cách mình học mà mình tiến bộ cực kỳ nhanh. Khi mình mò đã đời rất lâu không hề tiến bộ cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà khi mình hiểu được các cách học này mình tiến bộ trong vòng một tuần anh em ạ. Một tuần thôi mình biết được rất 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 nhiều điều. Thì cũng rất nhiều anh em đã học tốt, mình cũng vậy. Mình cũng chia sẻ, mình cũng dạy học trong vòng 1, 2 buổi, thậm chí là vài buổi thôi là anh em đã viết được khá nhiều rồi anh em. Đó là điều mà mình cũng khá là hạnh phúc khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc học, nguyên tắc tiến bộ nhanh. Thì ok nha anh em, thì bây giờ vào cái hàm mà partition này, mình sẽ nói sơ về vòng lập for. Anh em ha. Thì vòng lập for, vậy thì bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái bản chất vấn đề của nó nha. Đây anh em nha. Thì đây là bài 12 nha, bây giờ mình sẽ copy paste ra bài 13 ha anh em, tập 13. Tập 12 live, bây giờ mình sẽ đưa nó ra tập 13 ha. Rồi, Ctrl C và Ctrl V. Rồi, đây là tập 13 và liver luôn. Live luôn anh em nha. Đó, rồi. Ok, thì tập 13 cũng là nhồi lệnh, nhưng mà mình sẽ là có giới hạn nha anh em nha. Ghi rõ luôn. Tập 13, hiểu rõ hơn về vòng lập for và giới hạn lệnh luôn nha anh em. Rồi, và đây là tập 13 nha anh em. Đó, đấy, tập 13 nha. Đó, để cho đỡ mất cái thằng kia đi. Ok, thì bây giờ mình nói lại cái vòng lập for ở tập 13 nên ha. Đó. Thì vòng lập for này thì mình nói sơ cho anh em mình dễ hiểu hơn. Thì đầu tiên á là mình đếm thì cái xuất ra của mình chính là một cái biến đếm, tức là một cái biến gọi là cái nó sẽ trả cho mình về cái số lệnh, cái số lệnh mà hiện đang có ở thị trường đó anh em. Đó, partition là cái thị trường nha, số lệnh tổng số lệnh của của cái MT5 của mình nè. Đó, tổng cái lệnh của MT5 nè. Đó. Đó, anh em hiểu như vậy đó. Và khi mà nó đếm như vậy đó, và quan trọng là mình đếm cái gì. Tại vì cái thằng partition total này nè, partition total này nó thể hiện cho chúng ta hiểu đó là tổng số lệnh của MT5 đang có. Anh em nhá, đang có. Đó, gõ tiếng Việt luôn anh em nhá, cái này gõ được. À, đó, tổng số lệnh của MT5 đang có. MT5 mà của chúng ta đang tay đó, đang có anh em ha. Đang có nè. Đó, đang có. Ok nha anh em. Đó. Và khi mà trong tổng số lệnh của MT5 đang có, vấn đề của mình á là mình phải đếm lệnh buy hay lệnh sell hay là của sản phẩm nào. Tức là chúng ta có thể chơi nhiều sản phẩm, chúng ta phải đếm đúng cái vị trí đó, đúng cái sản phẩm đó, chứ chẳng là chúng ta đếm hết. Nếu chúng ta đếm hết thì chúng ta không quan tâm hàm đếm này làm gì. Được không anh em? Nếu thật sự mà chúng ta chỉ chơi có một sản phẩm thôi và không quan tâm buy sell luôn thì chúng ta cũng không cần cái hàm đếm lệnh của mình làm gì cho phức tạp, mà chúng ta hãy làm trực tiếp luôn cái position total này. Thì MT5 nó có 12 là như vậy đó anh em. À, nó dùng luôn cái position total luôn là chơi luôn. Đó, bây giờ mình phân tích lại cho anh em nhé. Đầu tiên là tôi sẽ tạo ra một cái hàm đếm và trong đó tôi nhập là cái gì mà tôi muốn đếm anh em nhé. À, cái kiểu mà tôi muốn đếm. Thì ở trong MT4 mình đã từng nói là anh em có thể sử dụng ở đây là sử dụng luôn cái thai đếm luôn, nhưng mà mình hay dùng string cho nên mình hay để biến string. Đó. Và tiếp tục là tôi dùng cái biến in, tức là in là cái số lệnh ban đầu tôi đã đếm gì đâu, cho nên ban đầu nó là không. Anh em nhá, tức là ban đầu nó không có. Anh em nhá, là không có, là không. Và sau đó là tôi đây total có nghĩa là tổng cái số cái vị trí lệnh đang có anh em nhé, vị trí lệnh đang có. Và trong MT5 á thì nó dùng cái unit này anh em nhé. Đó, unit này. Đó, thì thật ra thì mình cũng hiểu nó đơn giản, nó như là cái in thôi. Có điều là mình dùng unit này nó chạy mà cái in này nó lại không chạy. Đó, nó quái vậy đấy. Mà anh em cũng đừng quan tâm nó làm cái gì, anh em chỉ quan tâm nó là unit nó chạy thì ok. Ngày trước mình cũng thử dùng in giống MT4, nó lại không chạy chẳng hạn vậy, nó lỗi. Nhưng dùng unit thì nó chạy, ok rồi, ngon lành. Và mình test cả ngàn con thì nó chạy ngon lành luôn, thì nó ok, nó hợp lý. Đây là đúng anh em. Đó, như vậy thôi. Rồi sau khi nhá, rồi bắt đầu tôi đếm vào vòng lập for nè. Vòng lập for như này,
tức là ban nó cho cái nó chạy y từ không không cho đến cái tổng lệnh này, tổng cái lệnh mà trong MT5 đang có, và nó cứ tăng dần lên, tăng dần lên đó. Vòng lặp for của nó là vậy đó, anh em mình hiểu như vậy. Vậy thì khi mà tôi dùng cái hàm này thì anh em mình hiểu là tôi đếm từ cái lệnh xa nhất cho đến cái lệnh gần nhất, đếm từ cái lệnh cũ nhất đi, tôi nói rõ như vậy cho anh em mình dễ hiểu nhé, cũ nhất đến cái lệnh mới mở nhất, mới mở nhất anh em nhé. Đó đấy, đấy là cái mà chúng ta hiểu vòng lặp for. Ví dụ như chúng ta mở là nó trong MT5 của chúng ta có 100 lệnh, nhưng mà trong đó có mười mấy lệnh là từ năm ngoái, còn bây giờ mới có 2-3 lệnh thôi, hôm nay mới có 2-3 lệnh thôi, thì mình phải biết là mình đếm từ cái gì là cái gì. Có nghĩa là nếu như tôi dùng cái hàm này, có nghĩa là đếm từ mấy lệnh của mấy năm ngoái cho đến bây giờ. À, anh em mình hiểu ý tôi nói không? Đó, đó vậy thôi. Còn nếu anh em mình làm ngược lại thì nó sẽ chạy ngược lại. Đó, chạy ngược lại thì đếm từ lệnh mới nhất cho đến cũ nhất. Nhưng mà tôi cũng chưa hiểu tại sao đếm từ cũ nhất cho đến mới nhất cho đến cũ nhất thì nó hay lỗi. Đó, thì kinh nghiệm của tôi là cứ để y chang như vậy thì nó chạy ok. Anh em ha, đó, đó là cái mà mình cũng gửi anh em mình thế thôi. Anh em ha, đó. Thì nó chạy từ position đến cái position này luôn. Bé hơn nó đếm nha. Tức là bé hơn thì nó nhảy vô đếm thế thôi. Và sau đó thì tôi dùng cái string, tức là tôi dùng cái beam symbol. Tức là trong cái MT5 thì nó bắt phải là get cái symbol ra là anh muốn dùng symbol nào. Đó, nó khác MT4 một chút ở chỗ này. Rồi cái biến thai này thì mình dùng cái phím long. Đó, thì mình thấy anh em YouTube của bên nước ngoài á, lại hay không dùng phím long mà lại dùng cái phím như là enum gì đó. Ok nhá, thì mình hồi đầu tiên thì mình cũng xài, nhưng mà sau đó mình dùng phím long nó ok luôn, cái nó vẫn chạy ngon lành luôn, mình chưa thấy cái lỗi nào xảy ra, cho nên là mình xài long luôn cho nó ngắn gọn anh em ha. Đó thì mình học với mình thì đơn giản vậy thôi. Rồi ok, thì sau khi nó đã hiểu được, nó nhảy vô nó đếm rồi, thì bây giờ mình nói đơn giản nè. Ví dụ mình đang có 10 lệnh đi cho nó dễ nói nha, 10 lệnh, và trong đó đang có EU với vàng đi. Đó, thì khi nó nhảy vô đây, cái nó mình mục đích mình đang muốn đếm EU thôi, thì nhảy vô đây nó thấy EU ok, và lệnh cái lệnh mà nó đang thả lệnh số 1, lệnh số 0 đầu tiên á là đang là lệnh buy mình, ví dụ vậy. Cái nhảy vô đây nó thấy là nó đúng với cái lệnh, đúng với cái chạc mình đang, đúng với con robot mà đang nói nè. Symbol là thể hiện mà cái con robot đang ở cái chạc đó, tức là mình đang để robot ở chạc EU, ví dụ vậy. Đó là đúng thì nó nhảy vô đang đếm, còn nếu không đúng thì nó văng qua đếm lại, văng ra đếm tiếp. Anh em mình hiểu không? Hiểu ý nói không? Đó, cho nên tại sao cái này được gọi là vòng lặp là vậy đó anh em. Đó, nó văng ra đếm tiếp. Thì khi nó đếm tiếp thì nó cứ đếm như vậy thôi. Nó vòng qua nó đếm mà đúng EU thì ok đếm tiếp. Đúng EU sau nó vô đây mà thấy đúng lệnh bay thì bắt đầu nó đếm một lên. Anh em mình hiểu không? Tiếp tục nó vòng lại, vậy là cộng 1 nhá. Khi nó vòng lại tiếp, nó quay vô, nó thấy là cũng đúng là EU, đúng rồi, cũng là EU, cũng là cái chặt EU. Mình hiểu như vậy đó, cũng là cái chặt EU, cũng là chặt EU, quay lại hình như là lệnh sell, mà đúng là lệnh sell, vậy thì văng ra tiếp, nó không phải lệnh buy, văng ra tiếp, văng ra thì nãy giờ mới có một lệnh buy. Tiếp tục nó vòng lại một hồi, nó tăng lên tiếp thì đến nó lệnh buy, nếu có 2 lệnh buy thì nó lại đếm cộng lên. Đó, nội dung chỉ có như vậy thôi. Thì vòng lập for bản thân của nó là như vậy, chúng ta hiểu như vậy cho chúng ta mình dễ hình dung. Ở đây mình nói lại cho anh em nhé, symbol tức là thể hiện cái symbol ở ngay chạc robot đang ở. Đó, là thể hiện cái sản phẩm ngay chạc robot đang tại vị, đang ngồi ghế đó, đang tại vị, nghe thấy hoài oai sao nha. Ok anh em nhé, thì đó là cái mà mình hiểu đó. Vậy tóm lại là anh em nào muốn hiểu bản chất thì mình hôm nay mình nói cái bản chất vấn đề như vậy đó, để cho anh em mình hiểu hơn. Nhưng mà sau khi mình nói xong bản chất rồi, nhiều anh em nhiều lúc còn rối não hơn á, cho nên mình mới chia sẻ thật lòng với anh em là không cần hiểu bản chất quá sâu xa quá nhiều. Thật ra để hiểu được nó, mình nói thiệt với anh em là khi mình học, mình lập trình ra rất nhiều con robot cũng khá ghê rồi, sau đó dần dần mình mới hiểu ra được cái điều này, chứ không phải là ngay ban đầu mình hiểu liền đâu anh em. Đó, khi mà mình lập, mình viết báo cho khá nhiều khách rồi, mình bắt đầu dần dần mình mới hiểu ra cái vấn đề là vòng lập for này nó hoạt động như thế nào anh em ạ. Đó, thì đó là cái mà mình không có đợi hiểu tường tận một hai vấn đề nhỏ nhỏ nào đó rồi mình mới làm, mà mình làm luôn cho nó thực tế luôn, thực chiến luôn, rồi mình mới bắt đầu mình hiểu từ từ, trong thực chiến mình sẽ hiểu lại anh em nhá. Đó là cách học của mình. Thì nhiều anh em nói nó không có nền gì đó thì tùy, nhưng quan trọng là tính hiệu quả và thực chiến nó ổn là ok anh em nhá.
Thì đó đó là cái vấn đề mà mình nói về cái vòng lặp for. Ok nha anh em. Thì lâu lâu mình nói sơ lại bản chất của vòng lặp for như vậy để anh em mình có thể hiểu hơn về cái cách hoạt động của ngôn ngữ lập trình. Thế thôi. Thì tại sao nhiều anh em nói mình là như MQL5, MQL4 nó giống C cộng cộng, nhưng mà thật ra mình chia sẻ thật với anh em mình chẳng biết C cộng cộng là cái quái gì anh em ạ. Mà mình cứ nhảy vô mình quất vậy thôi, và dần dần với anh em hiểu ra vòng lặp for là cái gì, rồi cái gì, rồi if là cái gì, rồi tự nhiên mình làm được thế thôi anh em ạ. Đó, cho nên học với mình anh em sẽ cảm thấy nó đơn giản hơn khá nhiều. Anh em nào không hiểu nữa thì thôi khỏi quan tâm luôn, khỏi quan tâm vòng lặp for là cái gì. Chỉ biết là ông này ông làm sẵn hết rồi thì mình múc vô. Quan trọng là cái logic vào lệnh trên đây nè anh em. Đây mới là cái trait nè. Cho nên rất nhiều anh em lập trình rất giỏi nhưng mà qua lập trình MT4, MT5 sẽ không làm được, bởi vì anh em mình, những anh em đó sẽ không biết trait, hoặc là chưa biết trait, hoặc là chưa từng trait, hoặc là chưa rành về cái việc nến thị trường thì cũng không biết được. Đó, mục đích của anh em mình lập trình cái ngôn ngữ AI này là cái này đây. Đấy, ngôn ngữ thông minh này là cái này đây, chứ không phải là những cái vòng lập for này kia là của gọi là của dân lập trình rồi anh em. Ok nha anh em, nhưng mà lâu lâu mình cũng nói lại để anh em mình hiểu hơn như vậy. Ok nha anh em, thì sau khi mà chúng ta đã hiểu được cái câu partition của mình là cái gì rồi thì là ổn thôi, và mình cũng giới thiệu cho anh em viết vòng lặp for rồi đó anh em ha. Rồi anh em nào mà chưa hiểu nữa thì cứ quay ngược lại clip và nghe mình nói lại từ đầu thôi anh em ha. Đó, thì vòng lặp for là nó cứ vô đây nó đếm đếm, nói vòng lặp vậy thôi chứ nó lặp có nghĩa là nó quay lại đếm, nhưng mà nó đếm đến cái cuối cùng này là thôi nó dừng anh em nhá, là nó sẽ văng ra ngoài, nó đi làm nhiệm vụ khác. Đếm xong hết rồi nha, nó vòng lặp. Điều này có nghĩa là nó đếm xong cái chỗ này nè, đếm đến cái cuối cùng này rồi nó mới xuất hiện, nó mới trả về chúng ta cái biến cuối cùng là cái biến count này. Đúng không? Count này là do mình xài tiếng Anh cho nó quen thôi, chứ thật ra anh em mình muốn ghi chữ là số lệnh hay gì cũng được nha anh em. Đó. Ok, đó thì nó đếm xong thì nó xuất ra xong thì đó là lý do tại sao mình để phím in anh em. Nó xuất ra cái cuối cùng của mình là cái này. Thì nó đếm xong thì mình chỉ cần lấy cái nhiệm vụ như vậy thôi. Ok nha anh em. Đó, như vậy thôi là xong. Thì vậy là hôm nay mình đã nói xong nhiệm vụ 1 là nhiệm vụ là vòng lặp for như thế nào để anh em mình hiểu. Thì sau khi vòng lặp for xong rồi thì bây giờ hôm nay mình muốn thêm một vấn đề nữa, đó là mình giới hạn cái số lịch nó lại trong cái bài 12 vừa rồi. Thế thì rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần làm thêm ở đây một cái biến nữa đó. Nếu như vậy thì chúng ta nên đếm cái thằng này trước, đúng không? Tuy nhiên là lỡ rồi mình quất luôn, mình khỏi phải làm biến mới. Nhiều anh em thì có thể làm biến này lên trên nha anh em. Nhưng bây giờ mình lỡ làm rồi thì mình quất vào đây luôn. Tuy nhiên là làm như vậy nó có một cái nhược điểm nha anh em. Nếu mình làm như này nè, nó có một cái nhược điểm là nó sẽ đọc hai lần điều này. Đọc điều này xong đọc điều này nữa thì mình hơi ác cho cái thằng cho cái hoặc if, thì làm cho nó nặng bót anh em nha. Đó. Còn anh em nào muốn nó đọc một lần thôi thì anh em mình đưa lên trên, khai báo lên trên. Đó, bây giờ tạm thời mình làm cái, nếu mình ít hàm thì thôi kệ đó. Bé hơn cái tổng số lệnh muốn trade. Tổng số lệnh sell đi. À thôi mình dùng tiếng Anh nha anh em. Anh đi. Là count sell one trade. Anh em nhá. Đó, count sell one trade đi. À mình dùng đại cho dễ nhớ mà anh em. À rồi count sell one trade. Ví dụ vậy, đó, tổng số lệnh sell muốn trade. À, xin lỗi ở đây là không có bằng nha. Nếu chúng ta bằng là nó vô lên nó hơn một bậc nữa đó. À, cho nên phải bé hơn. Tức là khi bé hơn, ví dụ mình nói nè, mình muốn vào 5 lệnh. Thì có phải là tổng số lệnh bây giờ là 4, 4 bé hơn 5 thì nó vào tiếp. Mà khi nó vào tiếp thì hóa ra lệnh 5 rồi. Thì khi nó bắt đầu nó quay ngược lại thì nó thấy là 5 lệnh thì bé hơn 5 là không đúng nữa, thì lúc đó thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta bé hơn bằng thì có nghĩa là ví dụ như là chúng ta ghi là 5 lệnh. Nhưng mà khi nó 5 lệnh rồi thì đếm đây 5 lệnh vẫn bé bằng 5, đúng nó vào tiếp hóa ra thành lệnh số 6 rồi. Cho nên là chúng ta là bé hơn nha anh em. Đó, ok nhá. Đó, và tóm lại hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em nổi khúc này thôi. Đó. Rồi, tương tự dưới đây nữa. Tương tự y chang, Ctrl V và chỗ đây sẽ là call sell one trade. À xin lỗi là call buy one trade. Anh em nhá. Đó. Ok, và hai cái biến này thì mình nhập trong input nha anh em. Đó. Còn anh em mình muốn là không ai thấy luôn là mình nhập sẵn vào đây con số bao nhiêu đấy. Anh em mình muốn. Đúng không? Đó, mình ghi rõ đây nha. Anh em mình muốn nhập số vào đây luôn. Muốn thì nhập trực tiếp số vào. Muốn khỏi input. Đó, muốn khỏi input nha. Input thì nhập số vào. Thì nhập con số nào đó mà mình muốn vào. Muốn tức là phải đúng chiến thuật của mình anh em. Đó, mình muốn vào ngay đây nè. Đó, là khỏi phải input chi cho mệt.
Tuy nhiên là mình làm input để mình chỉnh cho nó dễ anh em ha. Đó, input lên đây, input in. Control V. Tổng số lệnh xe muốn trade, ví dụ như là 5 lệnh thôi anh em ha. Đó, 5 lệnh thôi. Control C. Control V và call buy one trade. Đó, và buy cũng cho 5 lệnh thôi, ví dụ vậy. Thế giờ từ nay về sau nó chỉ vào là quá lắm là 5 lệnh thôi anh em ha. Đó, call buy one trade. Call buy. Đó, rồi bấm combine coi có lỗi gì không. Ồ, may quá không lỗi anh em ha. Rồi ok, thì bài 13 này mình chỉ giới thiệu chỉ như vậy thôi, tức là mình giới hạn lại. Tức là nếu nó thỏa tất cả những điều kiện này, điều kiện này, điều kiện này, điều kiện này, điều kiện này thì nó vào. Nó vào nhưng mà nó vào tối đa 5 lệnh thôi chứ không được vào hơn anh em ha. Rồi ok, thì những bài này anh em mình về test nhá. Do mình nói về hàng lâm kiến thức kia thì nó thành ra quá dài cho nên là mất thời gian quá nhiều, cho nên anh em mình test nhá. Có gì thì báo mình. Thì còn thật ra thì mình vẫn test sơ sơ lại xem như thế nào rồi mình gửi lên clip này cho anh em ha. Đó. Thì ok, cảm ơn chị em mình đã theo dõi kênh, và một lần nữa thì mong anh chị em hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh mình thật nhiều để mình có động lực làm được nhiều hơn, và gửi đến chị em mình nhiều clip hơn, nhiều kiến thức hơn, bổ ích hơn để chúng ta có thể luyện hơn. Còn file nguồn này kia thì anh em mình cứ lên Telegram của mình mà đao về, hoàn toàn miễn phí nha anh em, miễn phí 100% anh em ha. Và cứ đao về và anh em mình xào nấu hoặc là làm gì đó thoải mái, tất cả đều là miễn phí trọn đời ngàn đời anh em ha. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, bye bye chị em.